Khánh Linh xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về. Quý vị thân mến, trong cuộc đời này, người khác nhau sẽ có số phận khác nhau, mối nhân duyên cũng khác nhau. Nhưng dù là nhân duyên thế nào, ai ai cũng nên nghĩ tới những bến bờ tốt đẹp, giúp người khác bước lên phà qua sông an toàn. Đó chính là phẩm chất của người nhân hậu. Làm người nhân hậu, tự khắc trong tâm có bến đỗ bình yên, không cô đơn, không oán hận. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Mến chúc quý vị có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Người nhân hậu thì trong tâm luôn có bến đỗ bình yên, không cô đơn, không oán hận. Đôi lúc gặp một bến phà, bạn sẽ thốt lên: "Chao ôi, thơ mộng quá." Một con thuyền nho nhỏ, cặp mái chèo thanh thanh, nằm cô đơn trên làn nước tĩnh lặng, chờ đợi người đưa sang bờ bên kia. Đôi mắt của chúng ta cũng có lúc tràn đầy cảm hứng, sẽ tìm kiếm cảnh đẹp trong sự hối hả nhộn nhịp của thế gian. Một bức tranh đơn giản, một bài thơ lặng lẽ, một khúc hát đơn sơ, dường như có khả năng thẩm thấu và len lỏi vào từng góc nhỏ của trái tim, mở ra những cánh cửa mới, giúp ta hiểu được chiều sâu của cuộc sống, không ngừng khai mở bản chất ẩn sâu bên trong mỗi người. Mỗi ngày trong sự hối hả và bận rộn, ta sẽ gặp những người cần được giúp đỡ, như người ăn xin, người hỏi đường, người xa cơ lỡ vận. Mỗi lần như thế, ta lại nhìn thấy bạn bè và thân nhân bên cạnh mình, dừng lại bước chân bận rộn để giúp đỡ mọi người. Hành động đơn giản nhưng vô cùng cao đẹp ấy cũng giống như một con thuyền qua sông trong tâm hồn chúng ta. Câu chuyện Vì Bến Phà Qua Sông kể về ba Phật tử cùng bàn luận về những điều hiếm hoi của cuộc sống. Họ cho rằng khỏe mạnh, sống lâu, có được người tâm đầu ý hợp và có cuộc sống hạnh phúc là những điều khó có được nhất trên thế gian này. Đức Phật thấy vậy liền kể cho họ câu chuyện về con rùa mù. Trong biển lớn có một con rùa mù, vốn là con rùa bất tử, đã trải qua hàng nghìn, hàng trăm năm dưới đáy biển. Bình thường nó nằm dưới đáy biển, khoảng 100 năm nó lại ngoi lên mặt nước một lần. Trên mặt nước có một khúc gỗ lênh đênh trôi dạt, trên khúc gỗ lại có một cái lỗ nhỏ. Con rùa đã mù cả hai mắt mà lại muốn ngoi lên mặt nước đúng vào lúc gặp khúc gỗ, lại có thể chui đầu vào cái lỗ nhỏ kia nữa. Hãy nghĩ xem, điều ấy thật khó khăn đến nhường nào. Ấy vậy mà sinh mệnh muốn đắc được thân người còn khó hơn cả con rùa mù muốn chui đầu vào khúc gỗ. Sau đó, Đức Phật lấy một ít bụi đất cho vào lòng bàn tay và nói: chúng sinh có được thân người giống như chỗ bùn đất trên tay ta, không có được thân người thì giống như mặt đất rộng lớn. Trên thế gian này, thứ gì là khó đạt được nhất? Thân người là khó đạt được nhất. Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, câu chuyện về Đức Phật Mirarepa mang lại nhiều sự giác ngộ. Ngài từng nói, trong con người, phúc đức và thiện căn là một con tàu kho báu vô giá. Con tàu quý giá này có thể vượt qua dòng chảy của sinh tử và đến được bờ bên kia an toàn. Những người thường hay làm việc ác sẽ bị sự cám dỗ và nham hiểm thu hút, rồi dần dần chìm xuống. Cùng là mang thân người, nhưng làm việc thiện hay ác, nổi lên hay chìm xuống, tìm đến hạnh phúc hay khổ đau, đều do bản thân mình mà ra. Nhân thân nan đắc, cần phải trân trọng mối quan hệ giữa người với người và đối xử với nhau bằng thiện tâm. Người khác nhau có số phận khác nhau, cũng có mối nhân duyên khác nhau. Nhưng dù là nhân duyên thế nào,
ai ai cũng nên nghĩ tới những bến bờ tốt đẹp, giúp người khác bước lên phà qua sông an toàn. Khi chúng ta có lòng lương thiện, thì trong lòng chúng ta đã có một bến phà bình yên. Người có trái tim nhân hậu thì trái tim sẽ có một bến phà để giúp đỡ người khác qua sông. Trái tim có bến phà thì sinh mệnh có thể tự do tự tại, vượt qua khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Để trái tim có một bến phà mới là sự mong đợi và khao khát chân chính của sinh mệnh. Có thể mỉm cười mỗi ngày cũng là một loại tài phú. Cuộc sống vốn không phải là món nợ trên vai. Sinh mệnh giống như một cuộc hành trình. Ai cũng không biết nơi nào là điểm kết thúc. Nhưng mỗi người chúng ta đều phải đi qua một đoạn đường này. Mỗi người đều là một mảnh đất. Trên mảnh đất này có thể sinh trưởng tự ti, cũng có thể thu hoạch được hy vọng. Vậy nên, bạn đừng bi quan thở dài, đừng vui mừng hớn hở ra mặt. Hãy cố gắng xuyên qua đường hầm của thời gian, gieo trồng hạt giống của nụ cười khắp cánh đồng bát ngát mênh mông này. Dù cho bốn mùa luân chuyển nghìn vạn lần, thì vẻ đẹp của mùa xuân, thành quả dồi dào của mùa thu cũng sẽ mãi luôn bên bạn. Nụ cười là biểu cảm xinh đẹp nhất, là thứ ngôn ngữ êm tai nhất trên thế gian này. Nụ cười của chúng ta cũng giống như ánh mặt trời, không khí và nước vậy. Trao gửi nụ cười cho những ai thành đạt, đó chính là khen ngợi. Trao tặng nụ cười cho những ai thất bại, đó chính là khích lệ. Trao tặng nụ cười cho những ai đang buồn bã, đó chính là an ủi. Nụ cười cũng giống như vì sao trong đêm tối, là ánh mặt trời trong sương mù, là bếp lò trong những ngày đông giá lạnh. Nụ cười giống như làn gió mát trong những ngày hè nóng nực. Nụ cười trao gửi niềm vui và an ủi. Nụ cười thu ngắn lại khoảng cách giữa người với nhau. Nụ cười khiến cho tình cảm yêu thương lưu chuyển trong không khí. Tôi thích mỉm cười đối diện với cuộc sống này bằng những nụ cười. Những lúc vui vẻ, tôi mỉm cười với bản thân. Trong nụ cười ấy khiến niềm vui thẩm thấu vào sâu tận trong mỗi tế bào. Những lúc đau buồn, tôi mỉm cười với bản thân. Trong nụ cười của tôi, những nỗi đau buồn ấy dần dần tan biến mất. Những lúc khó khăn, tôi mỉm cười với bản thân, nói với bản thân rằng trải nghiệm ấy cũng là một loại tài phú. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ trở nên tốt hơn. Những lúc đắc chí, tôi mỉm cười với bản thân, nói với chính mình rằng kỳ thực bất cứ việc gì đều phải nếm trải qua rồi mới hiểu được. Chỉ cần không ngừng cố gắng, rất nhiều chuyện mình đều có thể làm được tốt. Mỗi sáng sau khi thức dậy, việc tôi làm trước tiên chính là trao tặng cho chính mình một nụ cười từ tận đáy lòng, cho bản thân một lời chào buổi sáng. Ánh bình minh ló dạng, bầu không khí mát rượi, một ngày mới an lành, hết thảy đều tốt đẹp như thế. Đến chỗ làm gặp được đồng nghiệp, trao gửi một nụ cười chân thành nhất. Nụ cười ấy lan tỏa đến với mọi người xung quanh, cũng mang lại niềm vui cho bản thân mình. Làm việc trong một môi trường toàn là nụ cười như thế, quả thật là hạnh phúc. Buổi tối trước khi đi ngủ, cũng gửi tặng bản thân một nụ cười thư thái nhất. Trong nụ cười đó giúp ta gột rửa mọi đau buồn, tích tụ ngọt ngào, cho bản thân một lời chúc ngủ ngon, để cho nụ cười tiến nhập vào những giấc mộng đẹp đẽ. Trong gợi ý không ngừng từ mỗi một nụ cười, chúng ta dần dần học cách
biết trao gửi mỉm cười với người khác, học cách biết cách mỉm cười với chính bản thân mình, học cách biết mỉm cười với cuộc sống này, học cách biết mỉm cười với sinh mệnh. Khi nụ cười đã thật sự trở thành thái độ sống của chúng ta, đó chính là một loại nhiệt tình và tự tin vững chắc với cuộc sống này, là một loại chân thành và độ lượng sâu sắc, là một loại trưởng thành và trí huệ đối diện với nhân sinh. Khi mỉm cười đã thật sự trở thành thái độ sống của chúng ta, trên đường đời, dù tốt xấu thế nào, ta đều thản nhiên đón nhận. Dù cho cuộc đời này thành bại ra sao, với ta, đó đều là những trải nghiệm đặc sắc. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.